Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 50. Một rắc rối nhỏ, không khiến Đinh Trúc Tu dao động. Ánh mắt ông ta trầm xuống, kiêu ngạo nhìn Diệp Bắc Minh, cậu nhóc miệng còn hôi sữa, thiên phú của cậu rất tốt đấy. Nếu cậu đồng ý nhận sai, quỳ xuống dập đầu 100 cái bái tôi làm thầy. Bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là đệ tử cuối cùng của tôi. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người đều thộn mặt. Đố kỵ, kinh ngạc, chấn hãi, còn có cả ghen ghét và ngưỡng mộ. Một nhà họ Chu có thể vì Đinh Trúc Tu một bước lên đến trời. Trở thành đệ tử cuối cùng của Đinh Trúc Tu, sau này có thể ngang ngược hoành hành ở đại lục thượng cổ. Cậu nhóc, cậu còn đợi cái gì? Mau đồng ý đi. Vãi, cậu còn giả bộ thâm trầm cái gì, mau đồng ý đi. Có người đôi mắt đầy máu hét lớn, hận mình không phải là Diệp Bắc Minh. Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là, Diệp Bắc Minh mỉm cười, lão xúc sinh, chỉ bằng ông quỳ xuống bái ta làm sư đi. Cậu nói cái gì? Cho dù là người như Đinh Trúc Tu cũng phải kinh hãi ngẩn người. Các võ giả khác thấy cảnh này, càng bị dọa sợ muốn chết. Ông lão mặc cung trang tức giận quát một tiếng, nhóc con, sao cậu dám hả? Ông lão mặc đồ đen run run chỉ vào Diệp Bắc Minh, nhóc con, cậu quá cuồng ngạo rồi. Còn không quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với lão Đinh đi. Các người cũng có tư cách lên tiếng sao? Diệp Bắc Minh bật cười. Nếu không phải là có giao tình với Tần Mộc Giao, thì đâu cần phải phí lời như vậy. Ánh mắt Đinh Trúc Tu cực kỳ băng lạnh, nhãi con miệng còn hôi sữa cuồng ngạo một chút cũng được, nhưng nếu không biết mình mấy cân mấy lạng. Đã dám nói lời ngông cuồng, coi thường người khác, rất dễ mất mạng đấy. Hôm nay... tôi cho cậu biết thực lực thực sự của đan thần nhị phẩm. Đinh Trúc Tu giơ tay lấy ra một cái lò đan. Ném một nắm dược liệu lớn vào trong lò đan. Trong hai tay của Đinh Trúc Tu nổi lên hai luồn chân hỏa, hội tụ phần dưới lò đan. Bù! Một mùi hương thơm ập vào mũi. Trong tích tắc, bầu trời mây đen răng kín, sấm chớp ầm ầm, lại xảy ra hiện tượng lạ đáng sợ. Vãi, luyện đan sinh ra hiện tượng lạ. Đây chính là đan thần sao? Thần của đan đạo, quả nhiên bất phàm. Trong ánh mắt chấn kinh của mọi người, hiện tượng lạ đột ngột dừng lại. Đinh Trúc Tu tiện tay mở lắp đan đỉnh, tổng cộng 10 viên đan bay ra, lơ lửng giữa không trung. 3 viên đan dược trong đó bị luyện hỏng. 7 viên còn lại, viên nào cũng có 9 đường vân đan. Ôi mẹ ơi! 9 đường vân đan, đan dược đế phẩm. Vãi! Đám đông kinh ngạc kêu ra tiếng. Hoàn toàn sôi sục. Ánh mắt của tất cả mọi người đỏ bừng, tràn đầy tia máu. Hơi thở dồn dập, trái tim đập thùm thụp điên cuồng không ngừng. Một lò 10 viên đan dược, tuy bị hỏng 3 viên. Tỷ lệ thành công 7 viên đã rất khủng bố dọa người rồi. Phải biết rằng, đây là đan dược đế phẩm 9 đường vân đan. Trên trán Đinh Trúc Tu lấm tấm mồ hôi, luyện chế một lò đan dược đế phẩm trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa tỷ lệ thành công 70%, khiến ông ta tiêu hao rất nhiều tinh lực. Thách thức nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc miệng còn hôi sữa, thế nào? Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra một câu, hào nhoáng bề ngoài, rác rưởi. Cái gì? Cậu nói cái gì? Anh ta lại nói đan thần nhị phẩm là rác rưởi. Vãi, mẹ kiếp! Anh ta điên rồi sao? Toàn hội trường sôi sục. Đúng là còn chấn kinh hơn cả tận mắt chứng kiến Đinh Trúc Tu tu luyện một lò đan dược đế phẩm. Ông lão mặc cung trang tức giận hét lên, nhóc con, cậu thật to gan. Đan thần mặc đồ đen nhảy lên như sấm, đây là Y Thánh Cung, cậu coi đan thần là gì? Khuôn mặt già của Đinh Trúc Tu đen xì, cậu thanh niên, cậu đang nói đan dược, hay là cái gì? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt bình tĩnh, một lò đan dược lại có thể luyện hỏng 3 viên. Cho nên, đan dược. Rác rưởi. Lúc luyện đan, gây tiếng động quá lớn, chỉ là hào nhoáng bề ngoài. Cho nên, người, cũng là rác rưởi. Ôi mẹ ơi! Toàn thân tất cả mọi người có mặt run lên, kinh sợ cúi đầu, anh ta dám nói thật ư. Ha ha ha! Đinh Trúc Tu hoàn toàn mất phong độ, khuôn mặt già nổi sát ý băng lạnh. Ngay cả đôi mắt cũng tràn đầy tia máu tanh đỏ, nhóc con miệng còn hôi sữa, tôi coi trọng nhất là đạo luyện đan. Cậu nói gì tôi cũng sẽ không nổi giận, nhưng hôm nay cậu sỉ nhục thuật luyện đan của tôi. Dù thế nào tôi cũng không thể nhẫn nhịn được, nếu cậu không thể luyện ra đan được đẳng cấp cao hơn của tôi.
tôi, hôm nay chắc chắn đánh chết cậu. Một luồng sát ý thực sự cuồn cuộn về phía Diệp Bắc Minh. Rất nhiều võ giả đều tái mặt. Đinh Trúc Tu không chỉ là đan thần nhị phẩm, còn là võ giả cảnh giới chí tôn. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, nếu tôi thắng thì sao? Đinh Trúc Tu cười lạnh lùng, tôi lập tức tự vẫn trước mặt cậu. Tốt nhất là ông nói được làm được. Diệp Bắc Minh gật đầu, hướng mặt về các võ giả khác, ai cho tôi mượn lò đan? Vì anh điên cuồng luyện chế đan dược mà tinh thần đỉnh vì đã nổ. Đinh Trúc Tu sung sướng, nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn người chết, ngay cả đan đỉnh mà cậu cũng không có. Các võ giả có mặt không ngừng lùi lại. Không ai dám đến quá gần với Diệp Bắc Minh. Đã đắc tội với nhà họ Từ, đắc tội với vô tướng thần cung. Bây giờ lại chọc đến y thánh cung, chọc giận đan thần nhị phẩm. Ai dám có quan hệ với ôn thần này chứ? Đột nhiên, một thanh niên trẻ đi lên trước, tôi có một đan đỉnh, nhưng... Anh ta cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng là đan đỉnh cấp thấp nhất, có lẽ không có ích cho anh. Nói xong, lấy ra một đỉnh thanh đồng bình thường nhất. Vừa nãy rõ ràng Đinh Trúc Tu sử dụng thần đỉnh. Hai bên có sự khác biệt trời bể. Diệp Bắc Minh mỉm cười, đỉnh này là đủ rồi. Anh giơ tay, đỉnh thanh đồng của cậu thanh niên đã bay vào trong tay Diệp Bắc Minh. Liền sau đó, trực tiếp bốc một nắm đan dược, ném vào trong đỉnh thanh đồng. Giơ tay, một ngọn lửa như sợi tóc bay ra, chui vào trong khe của đỉnh thanh đồng. Nhưng, không tổn hại đỉnh thanh đồng. Người ngoài nhìn vào, chỉ là một ngọn lửa bình thường bao trọn đỉnh thanh đồng thôi. Chỉ có Đinh Trúc Tu nghiêm con mắt, lập tức phát ra hào quang vô tận, lửa này là. Trong lòng hoàn toàn kích động, vãi. Phần thiên chi diễm. Vật này lại là phần thiên chi diễm, tên xúc sinh này có tài có đức gì mà có được phần thiên chi diễm. Đây nhất định là món quà của ông trời ban cho ta. Chỉ cần tên nhóc này thua, ta lập tức đánh chết hắn, phần thiên chi diễm sẽ là của ta. Còn khả năng Diệp Bắc Minh chiến thắng. Đinh Trúc Tu cũng hoàn toàn không nghĩ đến. Có thể không? Đột nhiên. Choang, một tiếng vang lên, đỉnh thanh đồng trực tiếp nổ tung. Đinh Trúc Tu thích thú lắc đầu, Diệp Bắc Minh, đan đỉnh nổ rồi, cậu còn đấu với tôi thế nào? Tự nguyện đánh cược tự chịu trách nhiệm, cậu tự vẫn, hay là tôi đích thân ra tay? Một luồng sát ý ngưng tụ. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra một câu, ai nói đỉnh của tôi nổ hả? Cái gì? Mọi người ngẩn người, nhìn về phía phần thiên chi diễm. Không khỏi sửng sốt. Đinh Trúc Tu cũng không nhìn được nhìn qua, kinh ngạc cái gì? Làm sao có thể? Chỉ thấy, tuy đỉnh thanh đồng đã nổ, nhưng ở chỗ đó có một đan đỉnh được ngưng tụ thành từ ngọn lửa. Sau khi tu luyện dị hỏa quyết, phần thiên chi diễm, thiên biến vạn hóa. Lúc này, Diệp Bắc Minh vung tay, đan đỉnh hình thành từ phần thiên chi diễm mở ra. Đan dược bay ra, lơ lửng giữa không trung. Chín đường vân đan, đan dược đế phẩm. Đủ 10 viên, một lò. Thành công 100%. Suýt. Tất cả mọi người đều ngẩn người, hít khí lạnh. Đám người ông lão mặc cung trang, ông lão mặc đồ đen, Hoàng Kinh Vân đều thộn người, đầu óc kêu vù vù. Đồng tử của Đinh Trúc Tu co lại dữ dội, nhìn chằm chằm 10 viên đan dược đế phẩm. Bên tai. Vang lên giọng nói của Diệp Bắc Minh, ông tự vẫn đi. Đinh Trúc Tu gào lên kịch liệt, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mày gian lận, xúc sinh, mày lại dám giở trò với tao. Diệp Bắc Minh cười, thế nào, không dám tự vẫn. Khuôn mặt già của Đinh Trúc Tu đỏ bừng, xúc sinh, mày gian lận. Hôm nay, tao phải xử lý mày tại chỗ. Ông ta thẹn quá hóa giận, trực tiếp ra tay với Diệp Bắc Minh. Ha ha. Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, bước một bước chủ động đến trước người Đinh Trúc Tu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giơ kiếm đoạn long chém về phía đầu của ông ta. Dừng tay. Một giọng nói kinh thiên uy nghiêm vang lên. Diệp Bắc Minh như không nghe thấy gì, chém kiếm đoạn long xuống. Đừng. Đinh Trúc Tu run lên, đồng tử co lại dữ dội. Một làn xương máu nổ tung. Đường đường đan thần nhị phẩm, đã chết. Ôi trời ơi! Các võ giả có mặt sợ đến trái tim muốn nứt ra. Ông lão mặc cung trang, ông lão mặc đồ đen, Hoàng Kinh Vân chố mắt há hốc miệng, sao lại thế này? Mày! Một giọng nói tức giận vang lên, mấy trăm bóng người xông ra,
bao vây chặt Diệp Bắc Minh. Mày dám giết người của Y Thánh Cung? Một người đàn ông trung niên tức đến toàn thân run lên. Diệp Bắc Minh hoàn toàn không sợ, tôi giết rồi, thì làm sao? Hai ông lão bên cạnh người đàn ông trung niên tiến lên trước một bước, nhóc con, mày dám ăn nói với Y Thánh Cung chủ như vậy hả? Nhóc con, mẹ kiếp, mày muốn chết hả? Gru, một tiếng rồng gầm vang lên. Phụt, phụt, hai ông lão lập tức hóa thành xương máu. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh như băng, Y Thánh Cung chủ thì đã làm sao? Nếu dám chọc vào tôi, vẫn giết như thường. Soạt, trực tiếp chỉ thẳng kiếm đoạn long vào mũi Y Thánh Cung chủ, vừa nãy ông đã nhìn thấy hết rồi phải không? Ông cảm thấy, Đinh Trúc Tu có đáng chết không? Yên tĩnh, tĩnh lặng như cái chết. Giết đan thần nhị phẩm ở Y Thánh Cung đã đủ khiến người ta chấn hãi, lại còn mẹ kiếp, dùng kiếm chỉ vào Y Thánh Cung chủ. Đó là Y Thánh Cung chủ Bắc Minh Hàn đấy. Cả đại lục thượng cổ đều phải xu nịnh. Lúc này, trong mắt Diệp Bắc Minh Hàn dường như cũng là người có thể tung một kiếm chém chết. Bắc Minh Hàn cười, ha ha ha, Diệp Bắc Minh, mày biết mình đang làm gì không? Bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai dám ngang ngược hoành hành ở Y Thánh Cung. Nhà họ Từ ở Trung Châu không dám, Vô Tướng Thần Cung không dám, Thiên Cơ Các không dám. Cái giá cho việc mày dám làm vậy chỉ có một, đó là chết. Các vị cung phụng, đến lượt các vị ra tay rồi. Vừa dứt lời, có ba mươi mấy người đi ra từ trong Y Thánh Cung. Mỗi người đều lộ ra khí tức của chí tôn. Ba mươi mấy chí tôn. Y Thánh Cung lại có nguồn lực như vậy. Trái tim của tất cả mọi người có mặt gần như ngừng đập. Ực ực, nuốt nước miếng. Đôi mắt Bắc Minh Hàn băng lạnh. Những chí tôn mà Y Thánh Cung dùng y thuật để lôi kéo, cuối cùng cũng được sử dụng đến. Ông ta trực tiếp hạ lệnh, chém chết tên này cho tôi. Một ông lão đầu chọc không nói nhiều, vô cùng dứt khoát ra tay. Một trường bùng phát khí kình đáng sợ, đập về phía lồng ngực của Diệp Bắc Minh. Phập, mọi người còn chưa nhìn rõ là chuyện gì, một đường huyết quang bùng phát. Ông lão đầu chọc bay đi, cánh tay đó nổ tung tại chỗ. Sắc mặt của các chí tôn khác sầm xuống, gần như là ra tay cùng lúc. Cảnh này, dọa cho tất cả mọi người có mặt sợ hãi lùi lại. Ba mươi mấy chí tôn cùng ra tay, cùng có thể san bằng một tòa núi. Ầm ầm, cuộc chiến lập tức bùng phát, bên ngoài Y Thánh Cung trời rung đất chuyển, khói bụi nổi lên. Huyết quang và chân nguyên tàn phá bừa bãi. Gru, tiếng rồng gầm vang lên. Giết, tiếng tàn sát vang lên. A, tiếng kêu thảm vang lên trong huyết quang. Một khắc trôi qua, đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều chừng mở to con mắt, nhìn chằm chằm làn huyết quang đó. Có người cất giọng run run hỏi, vậy là kết thúc rồi ư? Người bên cạnh trả lời, phí lời, ba mươi mấy chí tôn cùng ra tay mà. Cho dù Diệp Bắc Minh là thần cũng phải chết. Vừa nói xong lời này, huyết quang tiêu tan. A. Võ giả vừa lên tiếng hét lên một tiếng, gặp ma rồi. Sợ đến ngồi phệt luôn xuống đất. Sau đó, suýt, một tràng tiếng hít khí lạnh vang lên. Rốt cuộc hắn là quái vật gì? Tất cả võ giả có mặt, kể cả người của Y Thánh Cung cũng đều sửng sốt. Nhìn chằm chằm bóng người dần dần rõ ràng trong xương máu. Diệp Bắc Minh, anh lại không chết. Và dưới chân anh, ba mươi mấy cái đầu được bày ngay ngắn thẳng hàng ở đó. Mỗi một cái đầu đều chết không nhắm mắt, vẻ mặt kinh sợ. Cảnh này hoàn toàn khiến mọi người chấn hãi. Vẻ mặt của mọi người giống hệt ba mươi mấy cái đầu của chí tôn. Xem ra ông thực sự muốn giết tôi. Giọng nói như tử thần vang lên khiến mọi người bừng tỉnh. Khuôn mặt già của Bắc Minh Hàn trắng bệch. Đột nhiên, một luồng sát ý ập đến, Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay. Chém một kiếm về phía Bắc Minh Hàn. Soạt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một ông lão lưng gù xuất hiện bên cạnh Bắc Minh Hàn, tóm lấy vai ông ta, biến mất. Đồng thời, giọng nói già nua vang lên, Diệp Tông Chủ, xin hạ thủ lưu tình. Mọi người cùng quay đầu, chỉ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đi ra từ Y Thánh Cung. Bên cạnh có một cô gái, chính là Mạc Ninh Nhi. Ông lão lưng gù đó dẫn theo Bắc Minh Hàn, đứng bên cạnh ông lão râu tóc bạc phơ. Diệp Bắc Minh cao này, ông là ai? Ông lão râu tóc bạc phơ mỉm cười, tôi, Tuyệt Trần Y Tiên. Toàn hiện trường sôi sục. Tuyệt Trần Y Tiên,
ông chính là Tuyệt Trần Y Tiên. Bái kiến Tuyệt Trần Y Tiên. Rất nhiều võ giả lập tức trở nên cực kỳ cung kính, nếu không phải vì thể diện, suýt nữa quỳ xuống dập đầu. Diệp Bắc Minh cũng ngẩn người, ông muốn bảo vệ ông ta. Tuyệt Trần Y Tiên thở dài một tiếng, Diệp Tông Chủ, tôi đã biết nguyên nhân đầu đuôi của việc này. Vật này, có thể kéo dài mạng sống 500 năm cho người bình thường. Coi như Y Thánh Cung tạ lỗi với cậu. Nói xong, giơ tay, một loại quả hình người xuất hiện trong tay của Tuyệt Trần Y Tiên. Long lanh trong suốt, phát ra khí tức khiến huyết mạch người ta căng lên. Đồng tử Diệp Bắc Minh co lại, quả nhân sâm. Ngay cả anh cũng chỉ từng thấy trong sách dược của sư phụ. Đây là thần dược trong truyền thuyết, đã tuyệt chủng. Tuyệt Trần Y Tiên gật đầu, đúng thế. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩn người, thực sự có thứ này sao? Kéo dài mạng sống 500 năm. Muốn nghịch thiên ư? Ánh mắt mọi người rực lửa, nếu không phải quả nhân sâm ở trong tay Tuyệt Trần Y Tiên, thì tất cả đã hò nhau đi cướp rồi. Khuôn mặt già của Bắc Minh Hàn trở nên cực kỳ khó coi. Tuyệt Trần Y Tiên lại lấy ra quả nhân sâm, muốn hòa giải với Diệp Bắc Minh. Đôi mắt ông ta tràn đầy tia máu, cất giọng khàn khàn, lão Bạch, chúng ta không cần phải hòa giải với tên nhóc này chứ. Cho lão Đà ra tay, chắc chắn giết được tên này. Lão Đà chính là ông lão lưng gù, cảnh giới chí tôn đỉnh phong. Nếu không, cũng không thể nào cứu được ông ta từ tay Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười đầy ý sâu xa, hình như ông ta không muốn hòa giải. Tuyệt Trần Y Tiên lắc đầu, lão Đà, phế ông ta đi. Vâng. Ông lão lưng gù nhả ra một chữ, một cánh tay đặt lên vai của Bắc Minh Hàn. Rắc rắc, một tiếng giòn tan, Bắc Minh Hàn nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị lão Đà phế bằng một chưởng. Kinh mạch toàn thân vỡ hết, đan điền vỡ tan, chỉ còn lại cái mạng nhỏ. Diệp Bắc Minh cũng kinh ngạc, nhìn Tuyệt Trần Y Tiên một cái sâu sắc. Việc này, các võ giả khác cũng ngây ra như gà mắc thóc. À, Mạc Ninh Nhi ôm cái miệng nhỏ. Không ai ngờ được, Tuyệt Trần Y Tiên lại hạ lệnh phế bỏ Bắc Minh Hàn. Lúc này, giọng của Tuyệt Trần Y Tiên vang lên, Y Thánh Cung vốn không tham gia tranh đấu giữa các võ giả, nhưng những năm nay ông đã làm gì? Lôi kéo lượn lớn võ giả, còn tranh đấu ghen tức với các thế lực khác. Y Thánh Cung vốn là nơi thanh tịnh, ông lại bán đan, bán dược cho người khác với giá cao, khiến Y Thánh Cung ngập trướng khí. Hôm nay, lại không phân rõ trắng đen đối địch với Diệp Tông Chủ. Hôm nay tôi phế vị trí Tông Chủ của ông, dáng làm thường dân, ông có phục không? Giọng bình tĩnh khiến người ta có cảm giác bá đạo khó thở. Toàn hiện trường tĩnh lặng. Tôi phục. Bắc Minh Hàn cúi đầu mặt xám như tro. Tuyệt Trần Y Tiên mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Tông Chủ, như vậy cậu có hài lòng không? Diệp Bắc Minh gật đầu, được. Nếu không phải quả nhân sâm có thể hồi phục huyết khí của mẹ. Cho dù có Tuyệt Trần Y Tiên cầu xin. Hôm nay Bắc Minh Hàn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tuyệt Trần Y Tiên đưa quả nhân sâm cho Diệp Bắc Minh, anh cất vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Đôi mắt mọi người nghiêm lại. Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn chữ vật đó. Tuyệt Trần Y Tiên hỏi, Diệp Tông Chủ, cậu đến Y Thánh Cung có chuyện gì? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, vừa đến tôi đã nói rõ rồi, tôi tìm Tần Mộc Giao. Hả? Mọi người ngẩn người. Ba người ông lão mặc cung trang, ông lão mặc đồ đen, Hoàng Kinh Vân quay sang nhìn nhau. Thì ra Diệp Bắc Minh thực sự đến tìm Tần Mộc Giao. Lại vì một chuyện nhỏ như này. Đan thần nhị phẩm đã chết. Cung chủ của Y Thánh Cung bị phế. Trước mắt Bắc Minh Hàn tối lại, trực tiếp ngất xỉu. Tuyệt Trần Y Tiên cau mày, Giao Nhi chưa về. Cái gì? Diệp Bắc Minh cau mày. Mạc Ninh Nhi vội nói, cậu Diệp, lần trước sau khi tôi từ biệt với cô chủ vẫn chưa quay về Y Thánh Cung. Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ Tần Mộc Giao còn đang ở Thiên Cơ Các? Không nghĩ nhiều, Uyển Nhi đâu? Tôi muốn đưa cô ấy đi. Việc này. Mạc Ninh Nhi hơi lúng túng. Đôi mắt Diệp Bắc Minh sầm xuống, sao thế? Chẳng lẽ Uyển Nhi xảy ra chuyện? Không không không. Khuôn mặt Mạc Ninh Nhi trắng bệch, mau chóng giải thích nói, cậu Diệp, cậu đừng hiểu lầm, là cô Nam Cung tự rời khỏi Y Thánh Cung. Vì sự an toàn của cô ấy, tôi đặc biệt cho người đưa cô ấy về gia tộc Nam Cung rồi. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm Mạc Ninh Nhi, Uyển Nhi về gia tộc Nam Cung. Thế là thế nào, mau nói đi. Mạc Ninh Nhi lắc đầu, cậu Diệp,
tôi cũng không biết là chuyện gì. Cô Nam Cung đến Y Thánh Cung ngày thứ hai, miếng ngọc bội trong tay truyền đến tin tức của gia tộc. Cô ấy tự nhốt mình trong phòng, nửa canh giờ sau ra khỏi phòng là muốn bỏ đi. Tôi cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành cho người hộ tống cô Nam Cung về gia tộc Nam Cung. Mạc Ninh Nhi giải thích xong. Diệp Bắc Minh biết tính cách của Nam Cung Uyển. Việc mà cô ấy quyết định, Mạc Ninh Nhi không thể ngăn cản. Diệp Bắc Minh đang suy nghĩ có nên đến gia tộc Nam Cung một chuyến. Rắc, một tiếng giòn tan. Không hay rồi. Vẻ mặt Tuyệt Trần Y Tiên đột nhiên biến sắc, lấy ra một tấm ngọc bài xuất hiện vết nứt, Giao Nhi xảy ra chuyện rồi, có nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Ninh Nhi sốt ruột, ông Bạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô chủ tuyệt đối đừng xảy ra chuyện đấy. Khuôn mặt già Tuyệt Trần Y Tiên sầm xuống, khí tức sinh mệnh của con bé yếu ớt, sợ rằng đã gặp nguy hiểm. Diệp Bắc Minh truyền âm, tiểu tháp, tìm kiếm vị trí của Tần Mộc Giao. Được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng. Liền sau đó. Ấy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bất ngờ, có người đã ngăn che khí tức của Tần Mộc Giao. Diệp Bắc Minh cau mày, không tìm được ư. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lạnh lùng một tiếng, nếu trước khi bản tháp chưa hồi phục 2/1000 thực lực, có lẽ không tìm được. Bây giờ, ngăn che khí tức, đùa gì vậy? Cùng lúc đó, trong đại sảnh nhà họ Tôn. Cái gì? Tôn Bách Nghiệp đầy chấn kinh, nhìn người đàn ông trung niên quỳ trong đại sảnh, đệ nói thật chứ? Diệp Bắc Minh đó là huyết mạch ma hoàng. 10 sư phụ của hắn ra tay, còn giết cả người của thế giới cao võ. Trong tay hắn còn có các bảo vật như gân thanh long, lông chu tước, gan bạch hổ, nội đan huyền võ. Đôi mắt người đàn ông trung niên quỳ dưới đất tanh máu. Ông ta thề bằng trái tim võ đạo. Lúc này nói ra toàn bộ, sắp sinh ra tâm ma. Tôn Tam Thiên gật đầu, đại ca, có những chuyện đệ thề bằng trái tim võ đạo, không thể nói với đại ca. Nhưng tên nhóc đó không những có vô số bảo bối trong tay, hắn còn giết lục đệ. Đệ đã cho người theo dõi tên nhóc này, chỉ cần chúng ta giết hắn, bảo bối trên người hắn sẽ là của nhà họ Tôn chúng ta. Tôn Bách Nghiệp cau chặt mày. Nhị đệ, lai lịch của kẻ này khủng bố như vậy, nhà họ Tôn chúng ta không chọc vào được. Tôn Tam Thiên tỏ vẻ mặt điên cuồng, đại ca, sợ cái gì? Mấy sư phụ của hắn đều ở trong Ma Uyên, nhất thời không ra được. Hơn nữa, cảnh giới của tên súc sinh này rất thấp. Chúng ta giết hắn thần không biết quỷ không hay. Ai có thể tìm được đến nhà họ Tôn chúng ta? Tôn Bách Nghiệp vẫn lo lắng, nhưng... Lúc này... Báo! Một tên đàn ông choạng loạng lao vào đại sảnh suýt vấp ngã. Tôn Tam Thiên tóm lấy vai người này, hoảng hoảng hốt hốt ra thể thống gì hả? Tao bảo mày theo dõi Diệp Bắc Minh, sao mày lại quay về? Sắc mặt tên này trắng bệch, mau chóng kể lại chuyện xảy ra bên ngoài Y Thánh Cung một lượt. Mày nói cái gì? Tôn Bách Nghiệp và Tôn Tam Thiên đều ngẩn người, không dám tin vào tai của mình. Tôn Tam Thiên cất giọng run run, mày nói đều là thật chứ? Diệp Bắc Minh đã giết 30 mấy chí tôn ở bên ngoài Y Thánh Cung. Tên đó kinh sợ không ngừng gật đầu, đúng thế, đều là thật. Tôi đã dùng lưu ảnh thạch quay lại tất cả mọi chuyện lúc đó, mời hai ông xem. Nói xong, lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Không thể nào. Tôn Tam Thiên gầm lên một tiếng, truyền chân nguyên vào lưu ảnh thạch, xem lại hình ảnh. Suýt, một lát sau, đại sảnh nhà họ Tôn không ngừng vang lên tiếng hít khí lạnh. Một thanh niên đi đến, Tôn gia chủ, nếu chúng ta hợp tác. Cho dù Diệp Bắc Minh có thể giết 30 mấy chí tôn, tôi cũng có cách giết hắn. Đôi mắt của Tôn Bách Nghiệp và Tôn Tam Thiên nghiêm lại, nhìn sang người thanh niên này. Thánh tử của vô tướng thần cung, Lý Vân Phi. Sau trong thành chỉ dưới lòng đất thiên cơ các. Đây chính là thiên cơ tinh đồ ư. Vương Văn Quân vẻ mặt đầy kích động đứng trước bức tranh khổng lồ. Nơi này, chỉ có thiên cơ các chủ các đời mới có tư cách đi vào. Sau khi hắn ta bắt hai người Diệp Tiêu Tiêu và Tần Mộc Giao, uy hiếp có được thiên cơ lệnh. Mở tòa thành này. Thiên cơ tinh đồ rộng lớn mạnh mẽ, bên trên khắc rất nhiều tinh tú. Theo lý mà nói. Bất kỳ chuyện gì trên thế giới đều có thể suy đoán ra từ thiên cơ tinh đồ. Ánh mắt Vương Văn Quân kích động, ha ha ha, cuối cùng cũng có được vật này. Chỉ cần có tinh đồ này, thiên hạ này đều là của Vương Văn Quân mình. Diệp Tiêu Tiêu cười lạnh lùng một tiếng, anh đừng nằm mơ.
Vương Văn Quân quay đầu đạp lên bụng Diệp Tiêu Tiêu một cái. Diệp Tiêu Tiêu, cô tưởng cô còn là thánh nữ của Thiên Cơ Các sao? Tôi không cho cô nói, ai cho cô lên tiếng? Hả? Tiến lên một bước. Hai chân dẫm mạnh lên bụng của Diệp Tiêu Tiêu. Phát tiết oán khí. Diệp Tiêu Tiêu đau đến co quắp lại như con tôm. Tần Mộc Dao nằm ở chỗ không xa, toàn thân máu tươi đầm đìa. Không rõ sống chết. Vương Văn Quân hành hạ cô ấy, có được thiên cơ lệnh từ chỗ Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu phát ra tiếng kêu đau đớn, Vương Văn Quân, anh giết sư diệt tổ. Còn dám xuyên tạc di mệnh của sư phụ, anh sẽ bị trời phạt, chết rất khó coi. Vậy sao? Vương Văn Quân cười lắc đầu, ngày mai sau khi đại điện tổ chức, tôi sẽ là thiên cơ các chủ. Thiên cơ lệnh nằm trong tay tôi, các người sẽ phải chết. Diệp Tiêu Tiêu mặt đầy máu cười lớn, nhưng tôi đã nhìn thấy tương lai, anh sẽ chết không toàn thây. Sắc mặt Vương Văn Quân sầm xuống, lại đạp lên bụng Diệp Tiêu Tiêu, vịt chết vẫn cứng miệng phải không? Đã như vậy, tôi sẽ cho cô thua tâm phục khẩu phục. Vậy để tôi dùng thiên cơ tinh đồ suy đoán tương lai của Vương Văn Quân tôi đi. Hắn ta cầm thiên cơ lệnh, dịch chuyển trên thiên cơ tinh đồ. Trong tích tắc, ngôi sao trên cả thiên cơ tinh đồ giống như vật sống. Xoạt! Đột nhiên, một ngôi sao lóe lên, rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Sau đó, tắt lịm. Trước mắt một mảng xương máu. Việc này, Vương Văn Quân ngẩn người, đồng tử co lại, ngôi sao rơi xuống, tôi sẽ chết. Còn sẽ hóa thành xương máu. Đây, không thể nào. Diệp Tiêu Tiêu cười lớn, ha ha ha. Vương Văn Quân ơi là Vương Văn Quân. Đâu gọi là tự tạo nghiệt, không thể sống. Vương Văn Quân lập tức hung dữ, tiện nhân, cô im miệng, ăn nói bừa bãi. Tôi không thể nào chết được, cho dù tôi chết, cũng phải kéo con tiện nhân như cô xuống theo. Trực tiếp rút ra thanh trường kiếm, chém về phía đầu của Diệp Tiêu Tiêu. Đúng lúc này, choang, một tiếng vang lớn, một thanh niên từ trên trời giáng xuống, nơi ma quỷ nào lại khó tìm như vậy. Con mắt nhìn sang Diệp Tiêu Tiêu và Tần Mộc Dao, quả nhiên hai người ở đây. Vương Văn Quân ngẩn người, mày là ai? Làm sao vào được đây? Vừa nhìn khí tức của thanh niên, lại chỉ là thánh cảnh nhỏ bé. Muốn chết hả? Vương Văn Quân quát lên một tiếng. Cái thứ gì, cũng dám ra tay với tao. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, tiện tay giáng một cái tát. Phụt! Một làn xương máu nổ tung. Ầm! Cùng lúc đó, thiên cơ tinh đồ lóe sáng không thôi. Cùng với từng ngôi sao xung quanh lúc sáng lên, liên kết thành một hình ảnh con rồng trên thiên cơ tinh đồ. Diệp Tiêu Tiêu hoàn toàn ngẩn người, Long Đế. Cô bị thương rất nặng, đừng nói gì. Diệp Bắc Minh bước một bước đến trước Diệp Tiêu Tiêu, há miệng ra. Hả? Diệp Tiêu Tiêu há miệng theo bản năng. Một viên đan dược bay vào miệng, lập tức tan chảy. Một luồng dược lực cường mạnh tỏa ra trong cơ thể cô ta. Đồng thời mấy cây kim châm cắm xuống. Thương tích vốn rất nặng, lại lập tức hồi phục 7-8 phần. Đây là y thuật gì vậy? Làm sao có thể? Diệp Bắc Minh cũng không nhìn đến Diệp Tiêu Tiêu đang trong vẻ mặt rất chấn kinh. Quay người đi đến bên cạnh Tần Mộc Dao đang bị thương nặng hôn mê, trực tiếp ra tay cứu người. Một lát sau, Tần Mộc Dao tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, kinh ngạc không thôi, anh Diệp, anh. Diệp Bắc Minh ném cho cô ấy một viên đan dược, đừng nói gì, tự trị thương đi. Rồi trở lại trước người Diệp Tiêu Tiêu, lòng đồ vừa mà cô vừa nói là thế nào. Mẹ đã từng cho anh một tấm bản đồ. Bên trên vẽ 99 long mạch tổ địa nhà họ Diệp. Vân rồng bên trên kiếm đoạn long đã bổ sung chỗ khuyết cuối cùng, thể hiện ra vị trí kho báu nhà họ Diệp. Trên thiên cơ tinh đồ trước mặt lại cũng có một tấm long đồ. Hai tấm bản đồ này có quan hệ gì không? Diệp Tiêu Tiêu nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc, cảm ơn anh Diệp đã cứu mạng. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần cảm ơn, trả lời câu hỏi của tôi trước. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu theo bản năng, được, sư phụ tôi Kỳ Thắng Thiên đã từng nói. Thiên cơ tinh đồ này, nếu có người có thiên mệnh xuất hiện trước mặt nó. Trên thiên cơ tinh đồ sẽ xuất hiện một hình con rồng, tên là Long Đồ. Thì ra là vậy. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Diệp Bắc Minh cau mày, nhìn sang thiên cơ tinh đồ, nói như vậy tôi là người có thiên mệnh rồi. Có lẽ, là vậy. Diệp Tiêu Tiêu suy nghĩ một lúc.
Đôi mắt cô ấy lướt trên khuôn mặt Diệp Bắc Minh, anh ta thực sự là người của nhà họ Diệp sao? Sư phụ nói anh ta có thể dẫn dắt nhà họ Diệp huy hoàng trở lại như năm đó, rốt cuộc có phải thật không? Cùng lúc đó, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, đây không phải long đồ, mà là long mạch đồ thế giới Tam Thiên. Long mạch đồ thế giới Tam Thiên. Đúng vậy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời một cách chắc chắn, cậu nhóc, cậu đúng là may mắn đến nghịch thiên. Ông có ý gì? Những điểm phát sáng trên bản đồ là tọa độ long mạch của đại lục. Diệp Bắc Minh hỏi, thế giới chân võ cũng ở bên trong ư? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, phí lời, đương nhiên là ở bên trong rồi. Không chỉ là thế giới chân võ, tọa độ long mạch của thế giới cao võ cũng ở bên trong. Để tôi xem, vị trí của thế giới chân võ có lẽ là... Một lát sau, ý thức của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục chỉ về điểm sáng vị trí đuôi rồng. Một vị trí vô cùng ảm đạm, chính là nơi này. Diệp Bắc Minh phát hiện, điểm sáng càng ở vị trí đuôi rồng càng ảm đạm. Điểm sáng càng gần vị trí đầu rồng lại vô cùng chói mắt. Gần như tập trung lại với nhau. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, cậu nhóc, cậu sắp phát rồi. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, ồ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tức giận nói, cậu nhóc, cậu đừng tỏ thái độ dửng dưng như vậy. Bản tháp nói với cậu, long mạch của một thế giới đại diện cho khí vận của cả thế giới. Nếu cậu hấp thụ tất cả khí vận long mạch của những thế giới này, thì cậu sẽ là người có thực lực mạnh nhất thế giới Tam Thiên. Cái gì? Diệp Bắc Minh chấn kinh, tiểu tháp, ông đang đùa phải không? Hừ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hừ lạnh lùng một tiếng, bản tháp cần đùa với cậu chắc. Thứ này thực sự cực kỳ nghịch thiên, năm đó chủ nhân đầu tiên của tôi cũng không có cơ hội lấy được vật này. Không ngờ lại lưu lạc đến đại lục chân võ. Diệp Bắc Minh càng kinh ngạc hơn. Thứ mà chủ nhân đầu tiên của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng không có được. Lúc này lại ở ngay trước mặt anh. Tiểu tháp, thứ này thực sự cường mạnh như vậy ư, Diệp Bắc Minh vẫn hơi khó tin. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời chắc nịch, phí lời, thứ này mạnh vô địch. Có điều, đối với cậu của hiện tại, cũng không có tác dụng lớn lắm. Đợi cậu đạt đến cảnh giới giới vương sẽ hiểu sự cường mạnh của vật này. Cảnh giới. Giới vương. Diệp Bắc Minh hơi suy ngẫm. Với cảnh giới hiện tại của anh, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Giơ tay trực tiếp cất long mạch đồ thế giới Tam Thiên vào trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Đồng tử của Diệp Tiêu Tiêu co lại, anh thực sự là huyết mạch của nhà họ Diệp Thượng Cổ ư. Diệp Bắc Minh đứng ở đó, cô đang điều tra tôi. Xem ra là đúng rồi. Diệp Tiêu Tiêu suy ngẫm gật đầu. Sau đó, hít sâu một hơi, tôi cũng vậy. Cô cũng vậy. Diệp Bắc Minh bất ngờ. Anh còn cho rằng nhà họ Diệp Thượng Cổ chỉ còn lại một nhánh Côn Lôn hư đó thôi. Rất bất ngờ phải không? Diệp Tiêu Tiêu chớp đôi mắt đẹp, vốn dĩ tôi cũng không biết, cho đến khi sư phụ tôi suy diễn ra số mệnh của anh. Cô ta nói hết đầu đuôi sự việc một lượt. Diệp Bắc Minh cao này, tôi là người không có số mệnh ư. Diệp Tiêu Tiêu nghiêm trọng gật đầu, hiện tại xem ra là như vậy. Tôi và sư phụ tôi đều từng suy diễn số mệnh của anh, đều không nhìn ra. Diệp Bắc Minh truyền âm hỏi, tiểu tháp, thế là sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ hừ một tiếng, hừ, chẳng phải là phí lời sao? Thiên cơ các có lợi hại đi nữa, cùng lắm chỉ có thể suy đoán ra số mệnh của võ giả thế giới chân võ. Một khi tương lai của cậu không ở thế giới chân võ, tất nhiên họ không suy diễn ra được. Con mắt của Diệp Bắc Minh sáng lên, nói như vậy. Tương lai tôi có thể xông ra khỏi thế giới chân võ ư. Có rất nhiều cách sỉ nhục bản tháp, tại sao cậu cứ phải dùng cách này? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói xong câu này, liền im lặng. Diệp Bắc Minh nói, cho dù tôi là người không có số mệnh, cô dựa vào cái gì chứng minh cô cũng là huyết mạch của nhà họ Diệp Thượng Cổ. Diệp Tiêu Tiêu trực tiếp lấy ra một cuốn tộc phổ. Đây là di vật của Kỳ Thắng Thiên. Trang đầu tiên của tộc phổ chính là vật tổ của nhà họ Diệp. Hình vẽ của đầu rồng. Hình vẽ này, Diệp Bắc Minh cũng từng nhìn thấy ở nhà họ Diệp Côn Lôn Hư. Mấy chục trang đầu tiên của tộc phổ, nhân khẩu đông đúc. Bắt đầu từ một trang, số người nhanh chóng giảm xuống. Đến mấy chục đời cuối cùng, gần như đều là đơn truyền một nhánh. Cái trên cuối cùng, chính là Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, cô đúng là người của nhà họ Diệp Thượng Cổ.
Diệp Tiêu Tiêu lại tỏ vẻ mặt hiếu kỳ, Diệp Bắc Minh, anh nói xem hai chúng ta ai có bối phận lớn hơn. Nếu bối phận của tôi lớn hơn anh nhiều, có phải anh phải gọi tôi là tổ tông không? Diệp Bắc Minh trừng mắt, nói không chừng tôi là tổ tông của cô đấy. Không lằng nhằng với cô nữa, tôi đưa cô đi gặp ông ngoại tôi. Trong tay ông ấy có lẽ có tộc phổ, cô đi so sánh là được. Diệp Tiêu Tiêu nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái, gật đầu, được. Nhưng trước tiên anh giúp tôi một việc. Choang, choang, choang. Trong thiên cơ các đột nhiên vang lên tiếng chuông. Là ai gõ chuông thiên cơ? Trừ phi thiên cơ các đứng trước sinh tử tồn vong. Hoặc là các chủ sắp đăng cơ, nếu không sẽ không gõ chuông thiên cơ. Đi thôi, đi xem sao. Mọi người của thiên cơ các nhanh chóng đi vào trong đại điện. Vẻ mặt lập tức biến sắc. Diệp Tiêu Tiêu lại ngồi trên bảo tọa của thiên cơ các chủ. Còn có một người đàn ông trẻ lạ mặt đứng bên cạnh. Một ông lão lập tức nổi giận quát, Diệp Tiêu Tiêu, cô thật to gan. Vị trí của các chủ, đâu phải cô muốn ngồi là ngồi được. Diệp Tiêu Tiêu, cô giết hại các chủ, chứng cứ rõ ràng, lại còn dám ngồi lên vị trí của các chủ. Còn không mau cút xuống. Mấy ông lão quát lên. Diệp Tiêu Tiêu vội giải thích, mấy vị trưởng lão nghe tôi nói, tôi không hại chết sư phụ. Tất cả đều là Vương Văn Quân vu hại tôi. Sư phụ thăm dò được một chút thiên cơ, cho nên mới tiêu hao cạn tuổi thọ. Không đợi Diệp Tiêu Tiêu giải thích xong. Mấy vị trưởng lão ngắt lời cô ta. Ăn nói bừa bãi. Nói láo. Lưỡi không xương. Người đâu, bắt cô ta cho tôi. Mấy trưởng lão lạnh lùng hạ lệnh. 10 võ giả phía sau thiên cơ các tấn công về phía bảo tọa các chủ. Mấy vị trưởng lão nghe tôi giải thích. Diệp Tiêu Tiêu lo sợ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi sớm đã nói mà, làm vậy vô ích. Diệp Tiêu Tiêu cũng không biết phải làm sao, vậy phải làm thế nào. Xem tôi đây. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đứng trước người Diệp Tiêu Tiêu. Một ông lão lạnh giọng quát, cậu nhóc, mày lại là. Chữ, ai, còn chưa nói ra khỏi miệng. Kiếm đoạn long xuất hiện, chém ông lão này thành xương máu. Mày làm sao dám. Mấy vị trưởng lão mặt biến sắc, kinh hãi tức giận đan xen chỉ vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nói một lời. Tay cầm kiếm đoạn long đảo quét. Hự, kiếm khí hình rồng cuồn cuộn, mấy đầu người trực tiếp bay đi. Phập một tiếng rơi xuống đất. Đường kiếm thứ hai đảo quét, những võ giả xông đến đều hóa thành xương máu. Trong đại điện chìm vào trong tĩnh lặng như cái chết. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay. Diệp Tiêu Tiêu chính là các chủ của thiên cơ các. Ai tán thành, ai phản đối. Những chỗ ánh mắt lướt qua. Tôi tán thành. Tôi cũng tán thành. Tôi tán thành cả hai tay hai chân. Một loạt tiếng tán thành vang lên. Không có tiếng phản đối nào. Bái kiến Diệp các chủ. Thậm chí một số đệ tử dẫn đầu quỳ xuống. Diệp Bắc Minh quay đầu, chẳng phải là xong rồi sao? Diệp Tiêu Tiêu há miệng, kinh hãi không thốt ra lời. Nuốt nước miếng, nhưng, cái chết của sư phụ. Diệp Bắc Minh cười, cô vẫn ngây thơ quá, vốn không có ai quan tâm sư phụ cô chết như thế nào. Bọn họ chỉ quan tâm vị trí thiên cơ các chủ. Diệp Tiêu Tiêu ngẩn người, tôi. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Diệp Bắc Minh, rốt cuộc anh ta đã trải qua những gì? Tại sao lại thấu hiểu đời như vậy? Diệp Bắc Minh không nói nhiều. Đợi cô xử lý xong, tôi đưa cô đi gặp ông ngoại tôi. Anh vốn muốn đi tìm Nam Cung Uyển. Nhưng tháp càn khôn chấn ngục tìm kiếm khí thức của Nam Cung Uyển, lúc này cô ấy đang ở gia tộc Nam Cung. Không có hiện tượng nguy hiểm đến tính mạng. Một canh giờ sau, một cửa truyền tống xuất hiện trên không trung Thanh Huyền Tông. Diệp Bắc Minh và Diệp Tiêu Tiêu từ trong đi ra. Tông chủ trở về rồi. Tất cả mọi người Thanh Huyền Tông đều đi ra nghênh đón. Bái kiến tông chủ. Đám người Bách Lý Phong Hoa. Vương Kiếm Sinh, Thạch Thiếu Giang, Lăng Vận Nhi, Tô Thanh Ca, Tiêu Nhã Phi, Tiêu Dung Phi xuất hiện. Mọi người nhà họ Diệp đi theo phía sau. Diệp Thanh Lam nhanh chóng tiến lên, Minh Nhi, tìm được Nhược Giai và Tôn Thiến chưa? Con gặp được bố con rồi. Diệp Bắc Minh nghiêm trọng gật đầu, mẹ, chốc nữa rồi nói. Nhược Tuyết đâu? Ánh mắt lướt nhìn trong đám đông, lại không nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết. Diệp Thanh Lam nói, Nguyệt Nhi và sát trưởng lão đưa cô ấy đi rèn luyện rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu.
Diệp Thanh Lam nhìn sang Diệp Tiêu Tiêu, Minh Nhi, sao lại đưa một cô gái về vậy? Đây lại là con dâu tương lai của mẹ à? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, mẹ, đừng nói linh tinh. Cô ta tên là Diệp Tiêu Tiêu, cũng là người của nhà họ Diệp Thượng Cổ. Cái gì? Khuôn mặt Diệp Thanh Lam biến sắc. Diệp Nam Thiên nghiêm mặt, Minh Nhi, chuyện này là thế nào? Diệp Bắc Minh nói, người của nhà họ Diệp đi theo tôi, ông ngoại, mẹ, con từ từ nói với mọi người. Đám người nhà họ Diệp đi vào đại điện cùng Diệp Bắc Minh, những người khác ở ngoài điện. Đóng cửa lớn. Diệp Nam Thiên nhìn Diệp Tiêu Tiêu, Minh Nhi, cô ta thực sự là người của nhà họ Diệp Thượng Cổ ư? Diệp Thanh Lam cũng hỏi, Minh Nhi, rốt cuộc là thế nào? Diệp Bắc Minh trực tiếp lấy ra quả nhân sâm, mẹ, mẹ hồi phục thọ nguyên trước đi rồi nói. Đây là... Mọi người cảm nhận được khí tức của quả nhân sâm, tinh thần chấn động. Diệp Bắc Minh giải thích, mẹ, con biết mẹ tổn thất 300 năm thọ nguyên vì con. Vật này, là con trai tìm về cho mẹ. Được. Đôi mắt Diệp Thanh Lam hơi đỏ lên, trực tiếp ăn quả nhân sâm. Trong phút chốc, cả người sinh ra thay đổi long trời lở đất. Từ dáng vẻ 40-50 tuổi, lập tức hồi phục đến khoảng 20 tuổi. Việc này, mọi người nhà họ Diệp sợ giật mình. Diệp Uyển Thu ngẩn người, cô còn trẻ hơn cháu. Diệp Thanh Lam soi gương, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, Minh Nhi, cái này, hiệu quả cũng thần kỳ quá. Ha ha, nếu bố nhìn thấy mẹ như bây giờ, sợ là cả đời cũng không nỡ rời xa. Diệp Bắc Minh thở nhẹ một hơi. Nụ cười của Diệp Thanh Lam cứng lại, biến mất. Minh Nhi, Tôn Thiến sinh con rồi ư? Con gặp được bố con rồi ư? Diệp Bắc Minh gật đầu, giải thích chuyện ở Ma Uyên một lượt. Mọi người nhà họ Diệp nghe mà trợn mắt há hốc miệng. Người nào cũng tôi nhìn anh nhìn tôi. Diệp Nam Thiên bất lực nhìn Diệp Thanh Lam, Lam Nhi, chẳng trách lúc đó con mang thai trở về, không chịu nói gì hết. Huyết mạch ma tộc, hình như luôn đi đầu. Đôi mắt Diệp Thanh Dương phát sáng, tiến lên kiểm tra cơ thể của Diệp Bắc Minh, cháu ngoại, ngầu quá. Có thể biến hình không? Biến cho cậu xem. Anh cả, vãn bối đều ở đây, nghiêm túc đi chứ. Diệp Thanh Lam trừng mắt. Diệp Thanh Dương cười lúng túng. Diệp Tiêu Tiêu kinh ngạc, anh có huyết mạch ma tộc. Diệp Thanh Lam giờ mới chú ý đến Diệp Tiêu Tiêu, Minh Nhi, con nói cô ta là huyết mạch nhà họ Diệp Thượng Cổ, rốt cuộc là thế nào? Mẹ, ông ngoại, mọi người tự xem đi. Diệp Bắc Minh lấy ra tộc phổ của Diệp Tiêu Tiêu. Tộc phổ. Diệp Nam Thiên đi đến, trực tiếp mở ra. Cũng tiện tay lấy ra một cuốn tộc phổ. Sau khi so sánh nửa canh giờ, Diệp Nam Thiên trực tiếp khom lưng 90 độ với Diệp Tiêu Tiêu, Diệp Nam Thiên bái kiến Thái Tổ. Trong cấm địa cổ xưa ở thế giới cao võ, trên bầu trời có 9 con chân long đang lượn xoay tròn. Nhìn kỹ lại, 9 con chân long đều được ngưng tụ từ long mạch. Một thanh niên trẻ đi đến, lão tổ, ông tìm con. Giọng nói già nua vang lên từ trong động huyệt của cấm địa, Giật Nhi, có nhiệm vụ cần con đi làm. Lâm Giật cười, lão tổ, ông nói đi. Con đến thế giới chân võ một chuyến, giết một người. Lâm Giật cau mày, ồ. Cười nhẹ nhàng thản nhiên, là ai mà khiến lão tổ quan tâm như vậy, lại bảo con đích thân đi một chuyến. Một ông lão đi ra từ trong động huyệt. Đôi mắt như diều hâu nheo lại, Diệp Bắc Minh, con cháu của Diệp Phá Thiên. Diệp Phá Thiên. Cuối cùng vẻ mặt Lâm Giật biến sắc, nghiêm trọng hơn mấy phần, Diệp Phá Thiên mà hàng trăm vạn năm trước, khuấy đảo thế giới cao võ long trời lở đất. Khiến các thế lực lớn đau đầu, trả cái giá cực lớn. Tổn thất vô số cường giả mới giết được. Đúng thế. Lão tổ nhà họ Lâm gật đầu, kẻ này cực kỳ nghịch thiên, năm nay mới 20 tuổi, đã có thể chém giết chí tôn. Lâm Giật bất ngờ, 24 tuổi. Hắn đã đến cảnh giới chí tôn. Không. Lão tổ nhà họ Lâm lắc đầu, tu vi của kẻ này mới chỉ là thánh cảnh nhỏ bé. Cái gì? Đôi mắt của Lâm Giật rung lên, lão tổ, ông chắc chắn chứ? Kẻ này, thánh cảnh đã có thể chém chí tôn. Lão tổ nhà họ Lâm trả lời chắc chắn, đúng thế. Sắc mặt Lâm Giật sầm xuống. Hắn 30 tuổi tiến vào thánh cảnh, 30 năm tuổi tiến vào thánh vương mới chém giết một võ giả cảnh giới chí tôn trong thực chiến. Diệp Bắc Minh 24 tuổi đã làm được tất cả. Vượt hơn hắn 10 năm và một cảnh giới lớn. Lão tổ, nếu đây là thật,
tên Diệp Bắc Minh này chẳng phải còn nghịch thiên hơn Diệp Phá Thiên năm đó ư? Giọng của Lâm Dật vô cùng băng lạnh. Lão tổ nhà họ Lâm cười lạnh lùng, cho dù Diệp Bắc Minh nghịch thiên đi nữa thì đã làm sao? Bảo con lần này đến thế giới chân võ là để giết kẻ này. Nếu không phải lo sợ người tuần tra thế giới can dự, chúng ta đã diệt thế giới chân võ từ lâu rồi. Lâm Dật cười tự tin, con cũng muốn gặp kẻ này, lại còn nghịch thiên hơn con một chút như thế. Chỉ tiếc là, con đã là cảnh giới chí tôn đỉnh phong, không phải là lúc 30 năm tuổi. Lão tổ nhà họ Lâm nhắc nhở, không được xem thường. Theo ông được biết, kẻ này định mở kho báu nhà họ Diệp. Một khi mở kho báu nhà họ Diệp, con mang thứ chưa có được năm đó về đây. Lão tổ yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Dật quay người đi. Nhìn bóng hình Lâm Dật biến mất. Một ông lão khác đi ra từ bên cạnh lão tổ nhà họ Lâm. Có người nói cậu ta là Diệp Phá Thiên chuyển thế, ông cảm thấy có thật không? Hừ, mặc kệ cậu ta có phải thật không, đều giết hết. Ông lão nhà họ Lâm hừ lạnh một tiếng, chúng ta có thể giết Diệp Phá Thiên một lần, thì có thể giết hắn lần thứ hai. Lần này, nhất định phải để nhà họ Diệp diệt vong hoàn toàn. Loại chuyện như cho tàn lại cháy, tôi không muốn thấy lần thứ hai. Thái tổ, mọi người nhà họ Diệp sửng sốt. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, ông ngoại, ông không nhầm chứ? Diệp Nam Thiên tỏ vẻ mặt nghiêm túc, không nhầm, theo thứ tự trên tộc phổ. Bối phận của cô ta vừa hay là thái tổ. Đôi mắt của Diệp Tiêu Tiêu lóe lên, ha ha ha, Diệp Bắc Minh. Tôi là thái tổ của ông ngoại anh. Vậy thì là thái tổ của mẹ anh. Cô ta nhìn Diệp Bắc Minh, đập tay nói, theo bối phận, tôi là thái tổ của anh rồi. Diệp Bắc Minh, còn ngây ra đó làm gì? Mau gọi thái tổ đi. Diệp Bắc Minh nhún vai, tôi mà ma tộc, chỉ có thể tính là nửa người nhà họ Diệp. Đối với tôi, bối phận của cô không tính. Diệp Tiêu Tiêu bĩu môi, anh dở trò. Diệp Thanh Lam mỉm cười tiến lên, cô Diệp, chúng ta đừng để ý chuyện bối phận nữa. Mọi người đều là người của nhà họ Diệp thượng cổ, lấy việc khôi phục nhà họ Diệp làm nhiệm vụ hàng đầu. Hay là suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào trước đi? Minh Nhi, con có dự định gì? Bà nhìn sang Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nghiêm mắt, con muốn đến ngục giam trấn hồn một chuyến. Rốt cuộc trong kho báu nhà họ Diệp có bí mật gì? Nhà họ Từ muốn có được cái gì? Người của thế giới cao võ muốn có được cái gì? Long mạch của núi Côn Luân tại sao nhường nhà họ Diệp kho báu? Trước đây vì vướng bận Tôn Thiến và con gái, bây giờ đã có thời gian. Lần này, anh phải giải được câu đố này. Nửa ngày sau, hai người Diệp Bắc Minh và Diệp Tiêu Tiêu trực tiếp đến ngoài tổ địa nhà họ Diệp. Diệp Tiêu Tiêu rất lo lắng. Diệp Bắc Minh, anh có chắc bây giờ đến ngục giam trấn hồn không? Chúng ta có cần tính kế lâu dài không? Tuy nhà họ Từ rất ít tiếp xúc với bên ngoài, nhưng căn cơ rất mạnh, chúng ta. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần đâu. Bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua xương dày của sơn cốc, đến trước ngục giam trấn hồn. Anh quyết định dùng cách đơn giản nhất, giết. Nhưng điều khiến Diệp Bắc Minh bất ngờ là, bên ngoài ngục giam trấn hồn trống không. Không có đến một bóng người. Diệp Tiêu Tiêu đi theo đến, có chuyện gì vậy? Ngục giam trấn hồn được gọi là nơi nguy hiểm nhất nhà họ Từ. Sao một người cũng không có? Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu, không đúng lắm. Bỗng nhiên, tháp càn khôn trấn ngục nhắc nhở, cậu nhóc, có nguy hiểm. Tiếc là đã muộn. Liền sau đó, tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, giống như động đất. Trong không trung xung quanh ngục giam trấn hồn sáng lên lượng lớn phù văn. Một trận pháp khổng lồ lập tức được hình thành. Hai người Diệp Bắc Minh và Diệp Tiêu Tiêu bị nhốt trong trung tâm trận pháp. Ha ha ha, quả nhiên Diệp Bắc Minh đến rồi. Ba huyết ảnh xuất hiện, trong ánh mắt mang theo ý băng lạnh vô tận. Chính là ba lão tổ tu luyện bán bộ hóa rồng của nhà họ Từ. Từ Nguyên, Từ Lâm, Từ Thành. Đồng thời, bốn phương tám hướng vang lên tiếng bước chân, toàn bộ người có cương vị cao nhà họ Từ đi ra. Bao vây cả sơn cốc không lọt giọt nước. Khóe miệng Từ Thành lộ ra nụ cười lạnh lùng, anh cả, tôi đã nói rồi mà, tên xúc sinh này chắc chắn còn đến lần thứ ba. Từ Nguyên lắc đầu, quả nhiên là huyết mạch nhà họ Diệp, giống hệt như tổ tiên ngu xuẩn của nhà họ Diệp đó. Ưu điểm lớn nhất cũng là khuyết điểm lớn nhất, quá tự tin.
tự tin đến mức cho rằng mình thiên hạ vô địch, thiên hạ đệ nhất. Nếu mày thận trọng hơn chút, sẽ không mắc bẫy dễ dàng như vậy. Từ Lâm cất giọng lạnh như băng, nhiều lời với hắn như thế làm gì? Một khi mở ra huyết hồn trận, tất cả người bên trong sẽ hóa thành mủ huyết. Vừa hay chúng ta dùng kẻ này tế sống, mở ra cánh cửa kho báu nhà họ Diệp. Ba người không còn do dự. Trực tiếp khởi động huyết hồn trận. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh nóng rực ập đến. Diệp Thiêu Tiêu lập tức mồ hôi đầm đìa, nóng quá. Quần áo vốn mỏng manh, lập tức dính sát lên da. Diệp Bắc Minh cũng kinh ngạc cảm nhận được. Luồng sức mạnh nóng rực ập đến, huyết dịch trong cơ thể anh gần như sôi sục. Tiểu Tháp, thế này là như nào? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc. Không chỉ là huyết dịch, ngay cả chân nguyên cũng sắp sục sôi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, huyết hồn trận sẽ tế sống hai người, để đạt mục đích mở ra kho báu nhà họ Diệp. Phá trận pháp này, nếu không, hai người sẽ bị luyện thành một vũng mủ máu. Diệp Bắc Minh không hề do dự. Gru! Một tiếng rồng gầm, kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay, chém một đường về phía trước. Kiếm khí màu máu tràn vào trong trận pháp lại lập tức biến mất, giống như đấm vào cục bông vậy. Khoảnh khắc kiếm Đoạn Long xuất hiện, một thanh niên trong bóng tối nghiêm mắt lại. Nhìn lên kiếm Đoạn Long. Hắn kinh ngạc, sao binh khí của Diệp Phá Thiên lại ở trong tay kẻ này? Không đúng, năm đó thanh kiếm này đã bị phá hỏng, hoàn toàn bị phế. Chẳng lẽ, hắn đã khôi phục thanh kiếm này? Lâm Dật rất kinh ngạc. Đôi mắt âm trầm nhìn Diệp Bắc Minh, vuốt cằm, thanh kiếm này lại được khôi phục, chẳng lẽ anh ta thực sự là Diệp Phá Thiên chuyển thế ư? Xoạt, xoạt, xoạt. Diệp Bắc Minh lại chém ra mười mấy đường kiếm, huyết hồn trận không hề có dấu hiệu bị phá vỡ. Mặt biến sắc, sao lại như vậy? Từ Lâm cất giọng lạnh như băng, Diệp Bắc Minh, mày đừng phí sức nữa. Đây là trận pháp cổ xưa mà tao phát hiện trong một bí cảnh. Kể cả Diệp Phá Thiên năm đó, cũng chắc chắn sẽ chết trong trận pháp này. Tên súc sinh, mày giết hàng triệu người nhà họ Từ tao, lại còn ba lần xông vào ngục giam trấn hồn. Đôi mắt Từ Thành cực kỳ oán độc, hôm nay phải luyện hóa mày thành mủ mái, tế bái tất cả vong linh nhà họ Từ ở trên trời. Vừa dứt lời, xung quanh huyết quang nổi lên, cả huyết hồn trận lập tức hóa thành địa ngục tu la. A, à, Diệp Tiêu Tiêu kêu thảm một tiếng. Diệp Bắc Minh nhìn lại, chỉ thấy da thịt Diệp Tiêu Tiêu ửng hồng, hô hấp dồn dập. Cả người cô ta giống như là bị nấu chín vậy. Khuôn mặt, bắp tay, cánh tay, đùi, tất cả đều đỏ rực lên. Diệp Bắc Minh tiến lên từng bước, cô sao rồi? Diệp Tiêu Tiêu cắn răng, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi cảm giác rất nóng, cực kỳ nóng, máu trong người cứ như bị nấu sôi lên vậy. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh kinh ngạc phát hiện, mặt ngoài thân thể Diệp Tiêu Tiêu xuất hiện một tầng hơi máu. Thật sự đã bị hòa tan. Lúc này, Diệp Bắc Minh cũng cảm thấy cả người nóng lên như bị nấu chín vậy. Trên người anh cũng bắt đầu bốc lên từng làn khói đỏ như máu. Chẳng lẽ anh thật sự phải chết ở trong này sao? Đột nhiên, trong đầu Diệp Bắc Minh vô cùng tỉnh táo. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc con. Tiếp theo ngàn vạn lần không được luống cuống. Một khi cậu luống cuống, sẽ thật sự phải chết ở chỗ này. Cậu đã quên rồi sao? Cậu đã lĩnh ngộ được ý nghĩa thật sự của phù văn. Chắc hẳn cậu cũng có thể hiểu được phù văn của huyết hồn trận, thông qua phù văn để tìm ra mắt trận, có lẽ sẽ phá hủy được trận này. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, được. Đôi mắt anh lóe lên, giữa trán có một con mắt thứ ba xuất hiện thẳng đứng. Đám phù văn màu đỏ lấp lóe trên không trung đã biến thành một đám manh mối ở trong mắt anh. Bên ngoài huyết hồn trận, Từ Thành có chút lo lắng, anh trai, huyết hồn trận này thật sự có hiệu quả sao? Từ Nguyên cười khẽ, chú ba không cần lo lắng, trận này chính là do một vị cao thủ trận pháp thượng cổ sáng tạo ra. Đừng nói là Diệp Bắc Minh, cho dù là tên vô dụng Diệp Phá Thiên sống lại cũng sẽ bị luyện hóa thành máu tươi. Từ Lâm giơ ngón tay cái lên, anh trai. Đúng là chỉ có anh thông minh. Đoán được tên nhóc này sẽ xông vào ngục giam trấn hồn. Từ Nguyên hừ lạnh một tiếng, tính cách của người nhà họ Diệp vẫn luôn như thế. Năm đó nếu không phải Diệp Phá Thiên ngu xuẩn, đắc tội đám người kia của thế giới cao võ. Chúng ta đã sớm đi theo ông ta đến vị diện cao hơn rồi, là ông ta chôn vùi tiền đồ của chúng ta.
hôm nay cứ dùng máu tươi của người nhà họ Diệp để mở bảo khố nhà họ Diệp ra đi. Về sau nhà họ Từ chúng ta sẽ là chúa tể của thế giới này. Đám người nhà họ Từ đều kích động kêu to, lão tổ anh minh. Trong huyết hồn trận, tìm được rồi. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, cả người tản ra khí tức cuồng bạo. Anh bước từng bước vào trong mắt trận của huyết hồn trận, kiếm đoạn long trong tay chém ra một cái. Ầm ầm ầm, cả ngục giam chấn hồn run rẩy kịch liệt như đất rung núi chuyển. Một màn khiến người ta chấn động xuất hiện, 99 long sơn trong tổ địa nhà họ Diệp gần như đồng thời sáng lên. Tỏa ra ánh sáng chói lóa giống như sao trời trong đêm. Ánh mắt Từ Lâm co rút lại một chút, anh, có chuyện gì vậy? Từ Nguyên dại ra nhìn 99 long sơn sáng lên. Kích động nói, thật tốt quá, huyết hồn trận đã luyện hóa Diệp Bắc Minh thành máu tươi rồi. Bảo khố nhà họ Diệp sắp mở ra. Thật sao? Hai người Từ Lâm, Từ Thành vô cùng kích động. Ánh mắt đám nhân vật cấp cao còn lại của nhà họ Từ cũng nóng như lửa, ai nấy đều nhìn chằm chằm về hướng huyết hồn trận. Cùng lúc đó, ở ngoài sơn cốc ngục giam chấn hồn. Trời, tất cả long sơn nhà họ Diệp đều sáng lên. Nhanh đi thông báo cho tông chủ. Cánh cửa vào bảo khố nhà họ Diệp sắp mở ra. Rất nhiều người tu võ ẩn nấp trong chỗ tối đều nhanh chóng rời đi. Một tiếng sau, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Từ Nguyên cảm giác không thích hợp lắm. Ngay sau đó, ầm, một khí tức đáng sợ bùng nổ, huyết hồn trận sụp đổ ầm ầm. Luồng khí cường đại thổi ra khắp cả ngục giam chấn hồn. Không tốt, Từ Nguyên thay đổi sắc mặt, giống như nhìn thấy chuyện gì đó đáng sợ lắm vậy. Huyết hồn trận sụp đổ, sắp phản phệ. Mau! Mau bảo mọi người rời đi. Đáng tiếc đã không có cơ hội nữa rồi. Ánh sáng đỏ như máu lan mạnh ra ngoài. A! Đám người nhà họ Từ kêu thảm thiết. Chỉ cần là người bị ánh sáng đỏ bao phủ, không ngờ lại hóa thành mưa máu trong nháy mắt. Không, không được. Từ Nguyên tê tâm liệt phế rít gào. Từ Lâm gấp đến dậm chân, chạy mau, chạy mau. Đáng tiếc ánh sáng đỏ quá nhanh, những nơi nó đi qua, đám người nhà họ Từ liền bị hòa tan trong nháy mắt. Chỉ trong tích tắc, hơn trăm ngàn người gần như ngã xuống. Bên ngoài ngục giam chấn hồn, Từ Thành giận dữ dậm chân, vì sao lại như vậy? Vì sao? Đó đều là tinh nhuệ của nhà họ Từ, vậy mà tất cả đều đã chết. Tôi đau lòng quá. Từ Lâm chảy ra hai hàng nước mắt đỏ như máu. Cả người Từ Nguyên không ngừng run rẩy, chú hai. Chú ba đừng đau khổ. Ông ta nhìn về phía 99 Long Sơn phía xa. Bảo khố nhà họ Diệp sắp mở ra, chỉ cần chúng ta lấy được đồ trong bảo khổ đó nhà họ Từ vùng lên chỉ là chuyện ngày một ngày hai, những người chết đi đều là công thần của nhà họ Từ. Ánh mắt ông ta ngưng tụ, nhìn về phía ngục giam chấn hồn, anh cảm giác được bảo khố nhà họ Diệp sắp mở ra. Vèo! Ba người đều đưa mắt nhìn về phía cánh cửa của ngục giam chấn hồn. Nơi đó có một đống xương đỏ cực kỳ dày đặc, tạm thời không nhìn được cánh cửa bảo khố nhà họ Diệp. Nhưng nhất định nó sẽ mở ra. Ngay lúc ba người đang nhìn chằm chằm đám xương máu kia. Đột nhiên, một giọng nói cực kỳ lạnh nhạt vang lên, nhà họ Từ còn có thể vùng lên ư. Mấy người đang suy nghĩ gì vậy? Ai, ba người Từ Nguyên, Từ Lâm, Từ Thành đều kinh ngạc. Ngay sau đó, bóng người ở trong xương máu dần dần rõ ràng. Ánh mắt Lâm Giật đứng trong chỗ tối xem chiến ngưng tụ, hả, vậy mà cậu ta lại không chết. Từ Lâm mở to hai mắt, Diệp Bắc Minh. Từ Thành hít một hơi lạnh, a, sao có thể? Chỉ có nét mặt già nua của Từ Nguyên cực kỳ nghiêm túc, cậu không chết. Hay lắm nhóc con, là lão phu xem nhẹ cậu. Nhưng mà bảo khố nhà họ Diệp đã muốn ra, cậu không cần phải sống nữa. Chết đi. Cuồng phong chấn động, Từ Nguyên trực tiếp ra tay, khí tức bạo ngược hạ xuống. Bàn tay ông ta hóa thành móng rồng đỏ như máu, chụp vào đầu Diệp Bắc Minh. Anh cười lạnh một tiếng, cầm kiếm đoạn long trong tay chém ra. Trong nháy mắt Từ Nguyên và kiếm đoạn long tiếp xúc. Một tiếng nổ ầm vang lên, ông ta lập tức bay ra ngoài giống như diều đứt dây. Cả người ông ta run rẩy, suýt nữa thì bị đánh nổ tung. Anh cả! Từ Lâm và Từ Thành nhìn thấy Từ Nguyên bị đánh bay thì đều kinh ngạc hô lên một tiếng. Sắc mặt Từ Nguyên biến đổi, vô cùng hoảng sợ cậu. Thực lực của cậu sao lại như thế? Mấy ngày trước, Diệp Bắc Minh còn không phải đối thủ của bọn họ. Sao hôm nay, lại mạnh lên nhiều như vậy?
Từ Nguyên rít gào trong lòng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Bắc Minh buồn cười, sao nào? Chẳng lẽ thực lực của tôi đã được xác định là sẽ chết ư? Sẽ không tăng lên được sao? Sắc mặt Từ Nguyên trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta đang định nói chuyện, bên ngoài sơn cốc truyền đến vô số tiếng ồn ào. Chính là nơi này. Thật tốt quá, chúng ta coi như tới đúng lúc. Ha ha ha, bảo khố nhà họ Diệp cuối cùng cũng đã mở ra rồi ư. Một đám người tu võ vọt vào. Từ Nguyên nhìn lướt qua, sắc mặt biến đổi, mấy người. Một đám nhân vật cấp cao của vô tướng thần cung. Tôn Bách Diệp, Tôn Tam Thiên của nhà họ Tôn. Thạch Phá Thiên của Hỏa Linh Tông. Sở Thiên Hùng của Nhân Vương Điện. Đạo trưởng Xích Dương của Đạo Tông. Mấy trăm vị cao tăng Phật Môn. Thập đại ác quỷ của Quỷ Vân Quật tề tụ. Trừ bọn họ ra còn có trên trăm người của các tông môn, gia tộc đều đến. Chỉ có một vài gương mặt quen thuộc. Những người còn lại, Diệp Bắc Minh gần như chưa gặp bao giờ. Sau khi những người này xông vào liền bao vây cả ngục giam Trấn Hồn Trật như nêm cối. Nhân vương Sở Thiên Hùng nhìn thấy ba vị lão tổ của nhà họ Từ, nhếch miệng cười, ba tên quái vật các ông cũng có ngày hôm nay ư. Ánh mắt đạo trưởng Xích Dương nóng như lửa đốt, cuối cùng bảo khố nhà họ Diệp đã mở ra rồi. Ha ha ha! Thạch Phá Thiên cười to, vậy còn chờ cái gì nữa, tiến vào bảo khố nhà họ Diệp đi. Ánh mắt ông ta lập tức đỏ như máu, tràn đầy vẻ tham lam, những thứ ở bên trong đều là của chúng ta. Vèo, vèo, vèo! Mấy chục bóng người đồng thời phóng về hướng cửa ngục giam Trấn Hồn. Cửa vào bảo khố nhà họ Diệp đang ở bên trong. Diệp Bắc Minh nhướng mày, quét ngang một kiếm ra đánh lui đám người. Cậu! Diệp Bắc Minh cậu muốn làm gì? Đám người bị ngăn lại trầm mặt xuống quát. Ngay cả ánh mắt của Thạch Phá Thiên, đạo trưởng Xích Dương, Sở Thiên Hùng cũng vô cùng lạnh lùng. Diệp Bắc Minh, đừng tưởng rằng cậu đã cứu chúng tôi một lần. Chúng tôi sẽ không dám ra tay với cậu. Bọn họ quát lớn một tiếng, tránh ra, bất kỳ kẻ nào cũng không thể ngăn cản chúng tôi tiến vào bảo khố nhà họ Diệp. Diệp Bắc Minh nhíu mày, nể mặt mấy người từng giúp tôi sẽ không truy cứu việc hôm nay. Bây giờ lập tức rời đi, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ha 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 ha, quỷ bà trào phúng nói, Diệp Bắc Minh cậu cũng quá khờ dại, nếu chúng tôi đã đến đây thì sẽ không có đạo lý rời đi đâu. Diệp Bắc Minh cười lạnh, mấy người cũng dám mơ ước bảo khố nhà họ Diệp ư. Quỷ bà nhếch miệng cười, cậu cũng không ngẫm lại xem. Nếu chúng tôi không có hứng thú với bảo khố nhà họ Diệp, sao lại vô duyên vô cớ bị nhốt vào trong ngục giam Trấn Hồn chứ? Thạch Phá Thiên bước ra từng bước, Diệp Bắc Minh, mặc dù cậu có huyết mạch của nhà họ Diệp thượng cổ, nhưng tổ tiên của cậu đã chết từ hàng triệu năm trước rồi. Nơi đây đã sớm vô chủ. Đạo trưởng Xích Dương gật đầu, không sai, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Chẳng lẽ bảo khố nhà họ Diệp còn thuộc về cậu sao? Nhân vương Sở Thiên Hùng kiêu ngạo nói, Diệp Bắc Minh, cậu không ngăn cản được chúng tôi đâu, tôi ra lệnh cho cậu tránh ra. Một vị cao tăng Phật Môn chắp hai tay lại, thí chủ, đừng bởi vì tham lam nhất thời mà chôn vùi tính mạng. Ha 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 ha, Diệp Bắc Minh tức giận nở nụ cười, xem ra tôi còn rất nhân từ. Người nào bước vào bảo khố nhà họ Diệp một bước đều phải chết. Gào, một tiếng rồng gầm vang lên. Anh cầm kiếm Đoạn Long trong tay. Đứng chắn trước ngục giam Trấn Hồn, nếu không sợ chết, có thể thử xem. Vừa dứt lời, một khí tức chết chóc bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Quỷ bà âm trầm cười ra tiếng, kha kha kha, nhóc con, cậu thật sự cho rằng mình có thể ngăn cản được đám người chúng tôi sao? Bà có biết bình thường người ta hay chết vì nói nhiều không? Diệp Bắc Minh chú ý đến quỷ bà. Anh bước từng bước một đến trước mặt bà ta. Kiếm Đoạn Long chém xuống. Cậu dám? Quỷ bà nổi giận gầm lên một tiếng, bà ta căn bản không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại dám chủ động ra tay với bà ta. Ngay sau đó, kiếm Đoạn Long dừng ở trên người quỷ bà, một đống máu bắn ra. Quỷ bà bị giết ngay lập tức. Nhóc con, cậu dám giết quỷ bà một trong thập đại ác quỷ chúng tôi. Cậu đáng chết. Chín quỷ còn lại của Quỷ Vân Quật vô cùng kinh sợ, hóa thành một cơn gió đen lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, chỉ bằng mấy người mà cũng dám xưng là ác quỷ ư. Hôm nay ông đây sẽ cho mấy người nhìn xem, ở trước mặt sát thần, cho dù là quỷ cũng phải chết. Trong phút chốc,
Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ở trước mặt một người trong đó. Anh đâm kiếm vào đan điền của người này, lại túm lấy đầu người đó. Sau đó xé xoẹt một cái, máu tươi bắn ra. Cậu! Tám người còn lại đều biến sắc. Diệp Bắc Minh cũng không cho bọn họ cơ hội phản ứng, người thứ ba. Anh xoay người bước ra, ảnh thuấn. Đi đến trước mặt người thứ ba, đá ra một cái. Ầm! Lồng ngực của người này lập tức nứt ra giống như một tờ giấy, lục phủ ngũ tạng nổ tung. Chết ngay tại chỗ. Người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu. Diệp Bắc Minh giống như là thần chết vậy. Mỗi lần anh nói ra một câu, lại có một con ác quỷ chết ngay tại chỗ. Người thứ bảy, người thứ chín, người thứ mười. Giọng nói của anh giống như bùa đòi mạng của thần chết. Chưa đến 3 phút ngắn ngủi, tất cả đám người được xưng là thập đại ác quỷ của Quỷ Vân Quật đều đã chết hết. Diệp Bắc Minh đưa mắt nhìn ra xung quanh, còn có người nào muốn vào bảo khố nhà họ Diệp nữa không? Đám người tụ võ bị anh đảo qua đều lui về phía sau từng bước theo bản năng. Ánh mắt của đám người Sở Thiên Hùng, Đông Hoàng Trường Thiên, đạo trưởng Xích Dương vô cùng nghiêm túc, kẻ này có thể giết được 30 mấy chí tôn của Y Thánh Cung, quả nhiên là thật. Cậu ta đã có được thực lực giết được chí tôn rồi. Đôi mắt Thạch Phá Thiên như có thể nhỏ ra máu, Diệp Bắc Minh, cậu cần phải làm như vậy sao? Ha 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 ha. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, mấy người muốn cướp đoạt bảo khố nhà họ Diệp. Bây giờ lại hỏi tôi có cần phải làm như vậy sao? Buồn cười. Rất buồn cười. Anh siết chặt 5 ngón tay, lúc trước là tôi cứu mấy người ra khỏi ngục giam trấn hồn, cho mấy người một mạng sống. Vậy mà mấy người còn dám mơ ước bảo khố nhà họ Diệp. Hãy trả lại mạng sống mà tôi cho mấy người đây. Giết. Ngay sau đó, sát ý ngưng tụ. Anh trực tiếp lao về phía Thạch Phá Thiên. Sắc mặt Thạch Phá Thiên biến đổi, biết thực lực khủng bố của Diệp Bắc Minh, liền nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng tốc độ của Diệp Bắc Minh lại vượt qua sức tưởng tượng của ông ta, không ngờ trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước người ông ta. Kiếm Đoạn Long chém xuống. Từ từ, con người của Thạch Phá Thiên điên cuồng co rút lại, cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Ông ta dùng hết sức lực muốn tránh khỏi một kiếm này. Kiếm Đoạn Long quá nhanh. Hoặc có thể nói là Diệp Bắc Minh quá nhanh. Ầm, một cánh tay ông ta hóa thành mưa máu, bả vai nổ tung. Nếu không Thạch Phá Thiên phản ứng nhanh, chỉ sợ đã trực tiếp bị chém chết giống của thập đại ác quỷ của Quỷ Vân Quật rồi. Diệp Bắc Minh. Sắc mặt Thạch Phá Thiên tái nhợt, cắn chặt răng, mọi người đồng loạt ra tay mới có thể giết được kẻ này. Nếu không chờ cậu ta tiêu diệt từng bộ phận, trong chúng ta ai cũng không có cơ hội tiến vào bảo khố nhà họ Diệp. Nhân vương Sở Thiên Hùng bước ra từng bước, được. Tính cả tôi nữa. Bắc Lương Kiếm Đế Đông Hoàng Trường Thiên gật đầu. Còn có tôi. Ánh mắt đạo trưởng Xích Dương ngưng tụ. Giọng nói của Tôn Bách Diệp âm lạnh như băng, còn có nhà họ Tôn chúng tôi nữa. Tôn Tam Thiên nhe răng cười, Diệp Bắc Minh, cậu giết em trai tôi ở Ma Uyên, cậu cho rằng lão phu không biết sao. Cung chủ vô tướng thần cung Hà Vấn Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, nhóc con, không phải lúc cậu ở vô tướng thần cung rất kiêu ngạo sao? Hôm nay lão phu sẽ xem cậu có thể sống sót kiểu gì. Trừ những người này ra, trong đám người còn có 20 mấy lão già bước ra khỏi hàng. Bọn họ đều đến từ các tông môn gia tộc lớn khác. Tính cả chúng tôi nữa, chúng tôi chỉ cần tiến vào bảo khố nhà họ Diệp kiếm vài thứ là được. Có tổng cộng 30 mấy chí tôn đi lên. Diệp Tiêu Tiêu vừa lúc tỉnh lại, nhìn thấy một màn này thì sợ tới mức mặt mũi trắng bệch mấy. Mấy người muốn làm gì? Tôi tên là Diệp Tiêu Tiêu, là các chủ của Thiên Cơ Các. Mấy người muốn đối đầu với Thiên Cơ sao? Sở Thiên Hùng cười lạnh, Thiên Cơ Các. Sau ngày hôm nay, trên thế giới này có còn Thiên Cơ Các nữa không sẽ là một chuyện khác rồi. Diệp Bắc Minh, cậu hãy nhớ kỹ, người giết cậu là Bắc Lương Kiếm Đế. Bắc Lương Kiếm Đế Đông Hoàng Trường Thiên đâm một kiếm ra. Kiếm khí đánh úp lại giống như sao băng, vô cùng bá đạo. Đầu của kẻ này là của Đạo Tông, đạo trưởng Xích Dương đồng thời ra tay. Sở Thiên Hùng dẫm chân xuống một cái, liều mạng xông lên, đã nói là đồng loạt ra tay, mấy người sốt ruột làm gì. Hà Vấn Thiên không nói một câu nào, cũng cầm bảo kiếm trong tay đánh tới. Chú hai, ra tay đi. Ánh mắt Tôn Bách Diệp lạnh như băng, cùng nhau xông lên với Tôn Tam Thiên.
đám người cảnh giới chí tôn của các gia tộc khác thấy thế cũng đều xông tới chỗ Diệp Bắc Minh. Đám cao tăng Phật môn đều lắc đầu, A Di Đà Phật, Phật môn không giết chóc. Đám người thu võ khác đều âm thầm mắng một câu, mẹ nó, đám lửa chọc ra vẻ đạo mạo. Xa xa, Lâm Giật híp mắt lại, nhiều cảnh giới chí tôn đồng loạt ra tay như vậy, nhóc con này có thể ngăn được sao? Diệp Tiêu Tiêu sợ tới mức thân thể mềm mại run rẩy, cả người sụi lơ, chúng ta sẽ muốn chết sao? Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Diệp Bắc Minh, anh làm gì vậy? Diệp Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh, bọn họ đang xông lên đây, sao anh lại không có chút phản ứng nào vậy? Đám người thu võ của Vô Tướng Thần Cung, Hỏa Linh Tông, Nhân Vương Điện, Đạo Tông thấy thế, tất cả đều nở nụ cười. Diệp Bắc Minh, chỉ như vậy thôi sao? Cậu ta còn nhắm cả mắt lại, chắc là bị dọa ngốc rồi. Điều này rất bình thường, ba mươi mấy chí tôn đồng loạt ra tay, cho dù là ai cũng sẽ bị dọa chết khiếp. Cho dù là Diệp Phá Thiên năm đó cũng không thể đồng thời đối phó với nhiều chí tôn như vậy đi, rất nhiều người tu võ đều nghiền ngẫm cười lạnh. Giờ phút này, Bắc Lương kiếm đế Đông Hoàng Trường Thiên đã chém ra. Kiếm khí sắc bén đập vào mặt Diệp Bắc Minh giống như từng con dao nhỏ. Nhưng Diệp Bắc Minh lại không có một chút phản ứng nào cả. Đông Hoàng Trường Thiên nhe răng cười một tiếng, nhóc con, bị dọa choáng váng rồi đúng không? Vốn dĩ lão phu còn muốn nhìn cậu bằng con mắt khác, nhưng bây giờ xem ra cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Chết đi! Ông ta hét to một tiếng, thần kiếm trong tay chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Vèo! Diệp Bắc Minh đột nhiên mở mắt ra. Trong lòng Đông Hoàng Trường Thiên lột bột một tiếng. Đôi mắt không có chút cảm xúc nào, giống như là một tảng đá lạnh như băng, càng như là vực sâu sâu không lường được. Ngay sau đó, gào, một tiếng rồng gầm vang lên. Diệp Bắc Minh nâng tay, kiếm đoạn long chợt lóe qua. Cậu, kiếm nhanh quá. Ánh mắt Đông Hoàng Trường Thiên co rút lại một chút, nâng tay sờ lên cổ theo bản năng. Giống tuếch, cái gì cũng không có. A, à, đám người tu võ ở đây đều sợ tới mức kêu lên, bọn họ thấy đầu của Bắc Lương kiếm đế Đông Hoàng Trường Thiên. Bay ra ngoài. Mà lúc này... Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long trong tay, nhìn về phía đạo trưởng Xích Dương, nghe nói ông muốn đầu của tôi. Đạo trưởng Xích Dương sợ tới mức trái tim như muốn nổ tung, không không không. Diệp, cậu Diệp hiểu nhầm rồi. Gào. Một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên. Bốn cái bóng của huyết long, tổ long, long hồn, long mạch đồng thời xuất hiện. Đạo trưởng Xích Dương sợ tới mức ngây người, kiếm đoạn long xẹt qua đầu của ông ta. Tất cả mọi thứ đều xảy ra quá nhanh. Mới chỉ trong hai tích tắc. Đột nhiên, Nhân Vương Sở Thiên Hùng giật mình một cái, vừa ngẩng đầu liền thấy Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt mình rồi. Nhân Vương! Diệp Bắc Minh cười lạnh, ông làm heo đi. Vừa dứt lời, anh đã liên tục chém ra bốn kiếm. Khí tức của huyết long, tổ long, long hồn, long mạch nghiền áp đến, đương nhiên là Sở Thiên Hùng không thể phản kháng được. Trong nháy mắt tay chân ông ta đã hóa thành mưa máu, nằm dạp trên đất giống như chó chết, như là tử cẩu nằm trên mặt đất. Lại thật sự biến thành heo. Cả người Sở Thiên Hùng run rẩy, Diệp Bắc Minh, cậu, Diệp Bắc Minh căn bản không cho ông ta cơ hội nói chuyện, lập tức giẫm nổ tung đầu của Sở Thiên Hùng. Rõ ràng, lưu loát, điện chủ Nhân Vương Điện chết. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt, đến lượt ông. Thạch Phá Thiên sợ tới mức da đầu run lên. Nhân Vương, Bắc Lương kiếm đế, đạo trưởng Xích Dương của đạo tông đều là chí tôn đỉnh phong. Vậy mà lại bị kẻ này giết chết chỉ trong vài giây. Sốt của cậu ta là loại quái vật gì vậy? Trong nháy mắt này, Thạch Phá Thiên vô cùng hối hận, quỳ xuống nhận sai, cậu Diệp, đều là hiểu lầm. Tôi biết sai rồi thì xuống địa ngục sám hối đi. Ông là cấp bậc gì, lại dám cùng tên với tổ tiên nhà họ Diệp tôi? Một cái bóng nhanh chóng đánh úp lại. Con người Thạch Phá Thiên co rụt lại, không cần, Diệp. Diệp Bắc Minh chợt lóe qua, Thạch Phá Thiên cứng ngắc tại chỗ, khoảng 3 giây sau mới ầm một tiếng, hóa thành mưa máu. Khi mọi người ở đây còn đang kinh hãi, Diệp Bắc Minh đã chặn đường Hà Vấn Thiên, ông quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ. Sắc mặt Hà Vấn Thiên ngay lập tức trắng bệch. Đường đường là kẻ cầm đầu Vô Tướng Thần Cung. Lại có một loại cảm giác muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Hà Vấn Thiên cố nén sợ hãi, Diệp Bắc Minh, nếu như cậu dám giết tôi thì vô tướng thần cung sẽ. Cũng đã đến nước này mà ông ta còn muốn uy hiếp Diệp Bắc Minh. Vèo, ảnh thuấn. Một bước xuất hiện trước mặt Hà Vấn Thiên, kiếm đoạn long đâm thẳng vào trái tim ông ta. Giọng nói của thần chết vang lên, tôi giết, vô tưởng thần cung sẽ như thế nào? Cậu, không. Hà Vấn Thiên há to mồm, sao cậu có thể nhanh như vậy? Những lời này lỗ tai tôi nghe đến mức sắp mọc kén hết cả rồi, làm phiền mấy người lần sau động não một chút đi. Thanh kiếm đoạn long trong tay Diệp Bắc Minh rung lên một cái. Người đứng đầu vô tướng thần cung, Hà Vấn Thiên hóa thành một bãi máu tươi. Còn có các người. Diệp Bắc Minh một lần nữa rời đi mục tiêu, nhìn về phía Tôn Bách Diệp và Tôn Tam Thiên. Hai người tê dại ra đầu, từng chút lùi về phía sau. Diệp Bắc Minh chỉ bước một bước là đã đuổi kịp bọn họ, vẻ mặt tràn ngập nụ cười thân thiện, đừng sợ, một kiếm mà thôi, không đau chút nào. Cậu! Tôn Bách Diệp bị dọa sợ đến mức tròng mắt sắp sửa nổ tung ra. Trong lòng vô cùng hối hận, nhị đệ, em gài bẫy anh sao? Diệp Bắc Minh chém xuống một nhát, máu tươi văng ra. Quả nhiên, không chút đau đớn. Ánh mắt xoay chuyển, rơi đến trên người Tôn Tam Thiên. Cái trán của Tôn Tam Thiên điên cuồng đổ mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn về phía đám người. Tựa như nổi điên mà gào thét, Lý Thánh Tử, là ông nói. Phụt, một tiếng, máu đỏ bắn lên. Diệp Bắc Minh lười đến liếc mắt nhìn một cái, bước vào giữa đám chí tôn còn sót lại. Cứ như là một cỗ máy giết người vô tình. Chỉ mới qua 15 phút, 30 mấy chí tôn đã toàn bộ bỏ mình. A, à, người tu võ ở bên ngoài ngục giam chấn hồn trái lại hít một ngụm khí lạnh, người này là quái vật gì vậy chứ, gần như tất cả mọi người đều sợ đến choáng váng. Từ Nguyên, Từ Lâm, Từ Thành nơm nớp lo sợ, hình như tôi nhìn thấy Diệp Phá Thiên hồi sinh. Diệp Tiêu Tiêu bụng chặt miệng, anh ấy làm bằng cách nào? Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh nhìn về phía đám người Phật môn, mấy người có muốn đến Tây Thiên thử gặp Phật Tổ hay không? Dầm, cả đám cao tầng của Phật môn bị dọa đến mức rụt rịt lùi ra đằng sau. Từng người một đổ mồ hôi lạnh sau lưng, Diệp Thí Chủ, bọn tôi cũng không có ra tay với cậu. Diệp Bắc Minh nhếch mép cười một tiếng, đám ngụy quân tử ra vẻ nghiêm trang đạo mạo. Hay là để tôi tiễn các người đến Tây Thiên gặp Phật Tổ đi. Gào rú. Tiếng rồng ngâm vang lên, Diệp Bắc Minh cứ như là một tên sát thần mà đi vào giữa đám cao tăng của Phật môn. Diệp Bắc Minh cậu chính là ma quỷ. Phật Tổ ơi, tại sao người lại thả tên ma quỷ này vào nhân gian vậy? Diệp Bắc Minh, cậu sẽ phải xuống địa ngục. Những tên cao tăng Phật môn kia kêu gào thảm thiết. Diệp Bắc Minh cười, quên báo cho mấy người. Tôi có một biệt hiệu gọi là sát thần. Tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chợt quát lớn một tiếng, cho dù là phải xuống địa ngục, ông đây cũng sẽ ở dưới địa ngục giết mấy người thêm một lần nữa. Cậu! Đám cao tăng Phật môn ngây người, toàn bộ bị mạt sát. Giết một người là tội. Giết ngàn người là hùng. Giết trăm ngàn người chính là thần. Diệp Bắc Minh còn có cảm giác chưa tận hứng. Lại nhìn về phía Hỏa Linh Tông, Nhân Vương Điện. Vô tướng thần cung và những người thuộc các tông môn khác. Khẽ mỉm cười, địa ngục trống rỗng, bọn họ quá tịch mịch. Mọi người xuống dưới góp cho đủ số chứ nhỉ? Cậu! Những người của các thế lực này thiếu chút nữa bị sống sờ sờ hù chết. Tàn sát nhiều người như vậy, sao anh ta còn cười được vậy? Giây tiếp theo. Ý chí giết chóc bùng nổ, dưới kiếm đoạn long lại toát ra từng vũng máu tươi. Sau nửa giờ điên cuồng thu hoạch. Người tu võ đến từ mười mấy thế lực khác nhau như Vô Tướng Thần Cung, Hỏa Linh Tông, Nhân Vương Điện, gia tộc Đông Hoàng, Đạo Tông, Quỷ Vân Quật và nhà họ Tôn, tất cả đều bị Diệp Bắc Minh chém chết. Ước chừng hơn 100.000 người. Ngay lúc này, dưới chân Diệp Bắc Minh là núi thây biển máu. Anh dẫm ở bên trên thi thể. Từng bước một đi về phía ngục giam chấn hồn hệt như đang tản bộ, trên mặt là một nụ cười bình thản, cuối cùng cũng giết xong rồi. Còn có ai muốn nếm thử thanh kiếm của Diệp Mỗ tôi đây hay không? Không, không có. Những người thu võ của các tông môn và gia tộc khác đều hoảng sợ cúi đầu. Bỏ mặc máu tươi chảy xuôi ở dưới chân, không dám thở mạnh lấy một cái. Ở sau cùng đám người, Lý Vân Phi bị dọa đến kinh hồn bạt vía, đồng tử điên cuồng co rút lại, kẻ điên, cái kẻ điên này. Đột nhiên, bốp bốp bốp,
Tiếng vỗ tay vang lên cùng lúc với tiếng nói của một người đàn ông trẻ tuổi, xuất sắc. Thật sự là quá xuất sắc. Không hổ là hậu nhân của Diệp Phá Thiên. Loại thủ đoạn giết chóc kiên cường này, quả thật làm cho người ta trông thấy phải la hét cho thỏa nguyện. Là ai có lá gan lớn như vậy? Lúc này còn dám nhạo báng tòa sát thần này. Vụt! Mọi người ở đây đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một người thanh niên từ bên ngoài sơn cốc đi tới. Trò hề này nên kết thúc rồi. Lâm Giật khoanh tay trước ngực, nhìn Diệp Bắc Minh ra lệnh, bản công tử chuẩn bị tiến vào bảo khố nhà họ Diệp, cậu cứ quỳ gối ngoài này và trông cửa đi. Chờ tôi tìm được thứ tôi muốn trong đó, có lẽ. Lâm Giật cười nghiền ngẫm, có lẽ tôi có thể cho cậu chết nhẹ nhàng. Vèo, một tàn ảnh hiện lên, trong nháy mắt Diệp Bắc Minh xuất hiện trước người Lâm Giật. Phía sau anh, một con huyết long hiện lên. Kiếm đoạn long chém về phía đầu hắn. Tiếng trầm đục vang lên, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Lâm Giật nhẹ nhàng giơ tay, bắt lấy kiếm đoạn long. Vững như bàn thạch, không hề nhúc nhích. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc, cái gì? Lâm Giật cực hưởng thụ vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Bắc Minh. Hắn cười đầy khinh bỉ, kiếm long đồ, vũ khí bản mệnh của Diệp Phá Thiên. Năm đó, sau trận chiến ấy, Diệp Phá Thiên ngã xuống. Kiếm long đổ cũng gãy. Cậu chẳng những chữa trị được kiếm này, còn giúp nó phát huy ra sức mạnh vốn có. Đáng tiếc là, ở thế giới của các cậu, kiếm này cũng không tệ lắm. Có điều, không tổn thương được đến bản công tử. Lâm Giật khẽ lắc đầu, chết đi. Dứt lời, hắn đánh một quyền về phía đan điền của Diệp Bắc Minh. Giống. Đằng sau Lâm Giật, bóng mờ của một con kim long hiện lên. Khí thế còn kinh khủng hơn bóng mờ của huyết long, long hồn, tổ long, long mạch của Diệp Bắc Minh cộng lại. Lâm Giật đấm ra một quyền, đám xương màu vàng kim bao quanh nắm đấm. Hơi thở này, võ kỹ cấp đế. Hơi thở của cảnh giới chí tôn. Trẻ tuổi như vậy đã là cảnh giới chí tôn, lai lịch kẻ này ra sao? Con người của đám người tu võ ở đây hung hăng co rụt lại. Người tu võ đến cảnh giới chí tôn. Trẻ tuổi nhất cũng phải tầm trung niên. Thoạt nhìn, Lâm Giật chắc chắn dưới 300 tuổi. Cảnh giới chí tôn dưới 300 tuổi. Đù, hù chết người đấy. Một lão già thấp giọng nói, chẳng lẽ là người thuộc thế giới cao võ. Ngoài thế giới cao võ ra, đại lục thượng cổ hoàn toàn không tồn tại loại yêu nghiệt này. Mấy lão già bên cạnh ngưng trọng gật đầu, nhìn về phía hai người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.